Vợ mất 10 củ thì độ gì được hả anh em? Hôm nay lại giới thiệu cho anh em một món đồ loanh quanh 10 củ. Đấy. Có anh trai hôm qua anh vừa nhắn tin cho em bảo là vợ anh vừa mất 10 củ thì độ gì được. Thì hôm nay lại giới thiệu cho anh em một món đồ. Và những cái dòng xe mà em giới thiệu cái món đồ này là chủ yếu là những cái dòng xe gầm cao nhá. Những dòng xe chưa được trang bị cốp điện thì anh em nên xem như cái video này. Đây là một chiếc xe Toyota Cross. Xe này nguyên bản là trang bị là cốp cơ, hai ti cốp cơ đây. Đấy. Khi mà anh em kéo lên kéo xuống thì vẫn phải là kéo bằng tay. Thì bên em vừa tiến hành nâng cấp lắp đặt một bộ cốp điện một chạm, rất là tiện dụng. Khi anh em mà lấy đồ ra lấy đồ vào, anh em chỉ cần một chạm thôi là cốp sẽ tự động mở lên và cốp tự động mở xuống. Ngoài ra thì em còn lắp thêm cả đá cốp nhé. Đá cốp cũng một chạm thôi. Anh em thấy nhẹ nhàng chưa? Cốp này lên rất là êm. Đó. Với cái tầm tài chính chưa đến 10 củ là anh em đã lắp đặt ngay được một bộ cốp điện cực kỳ ngon, chuẩn chính hãng. Anh em nào quanh khu vực Thái Nguyên muốn lắp cốp điện, muốn độ xe, alo em Hưng anh em nhé.